Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con máy in màu của hãng HP, model là HP Laser Jet Pro 200 Color M251NW. Máy này là máy in hai mặt, in màu một mặt và có hỗ trợ kết nối wifi nha các bạn. Video hôm nay thì mình mời các bạn cùng với mình đổ mực cho máy in này. Nhưng mà trước khi đổ mực thì mình sẽ in thử một file in test để xem cái máy nó đang bị hộp mực nó đang bị lỗi gì các bạn nhé. Rồi, bị lỗi gì và cần thay cái gì? Mình in thử cái trang report rồi demo pay, in cái trang demo pay của máy. Các bạn chờ xíu, cái dòng này để lúc in nó hơi lâu ạ, nó quay một hồi chán chê nó mới in. Thực tế không phải đơn giản chỉ là đổ mực các bạn. Cái hộp mực đang bị lỗi, in đang bị nem mực, thì mình muốn cho các bạn xem rằng là sẽ cần phải thay thế cái gì. Đó. Các bạn để ý là cái mặt sau nó cũng bị nem các bạn này, bị rám nền này. Rồi, đây là bản in của nó này. Mực thì xấu rồi, không còn đẹp nữa. Đó, nem tùm lum này. Đó, mực thì không còn đẹp. Mực thì không đẹp rồi đó. Mực không đẹp thì có thể là do mực để lâu ngày, nó bị thoái hóa và nó không còn đẹp nữa. Thì mình phải đổ mực. Còn những cái vết nem này là cái gì các bạn? Vết nem này là do cây gạt. Nó không gạt được mực cho hộp mực, dẫn đến mực nó điều tiết nhiều. Có thể gạt rum. Nó là gạt rum đấy các bạn, chứ gạt từ thì nó không có hư đâu, nó chỉ bám két mực một tí thôi chứ nó không đến nỗi mà nó đổ. Nhưng mà để nó mực nó rám ra liền như vậy là do gạt rum ấy, còn là gạt lớn ấy. Nó không có gạt được sạch mực cho cây rum, dẫn đến cái mực nó điều tiết ra cây rum nhiều. Nó đổ ra cây rum và nó nem như vậy. Thì nhiệm vụ của mình bây giờ sẽ đổ mực và thay gạt cho cây rum. Còn đổ mực xong, thay gạt rum xong xem nó có đẹp không, nếu không đẹp thì mình sẽ thay cây rum. Còn nếu đẹp thì thôi các bạn ạ, chứ còn rum này thì mình nghĩ chưa hư đâu. Vì nó, nếu rum mà hư nó sẽ để lại những cái dấu chấm lặp đều này nọ. Nhưng mà đây bản in này nó không có những dấu chấm lặp đều, và nó cũng không có những cái vệt này nọ. Thì mình nghĩ là chỉ cần đổ mực và thay cái gạt thôi. Đó là cơ bản ban đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đổ mực và thay gạt. Mình sẽ lấy 4 hộp mực này ra. Đó, bạn nào chưa biết cách nữa, mở ra thì xem mình làm theo. Đó, mở nắp trước này ra. Rồi tay bóp cái nẫy này, màu xanh này, kéo ra. Bên trong này là 4 hộp mực vàng, đỏ, xanh và đen đúng thứ tự các bạn nhé. Các bạn nhấc mang ra ngoài hết cho mình. Đó. Mình đã mang 4 hộp mực ra ngoài này rồi. Bây giờ sẽ tiến hành đổ mực các bạn. Đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình 4 chai mực ở đây. Là mình có 4 chai mực 4 màu luôn. Đó. Cái thương hiệu thì mình đã xé đi rồi vì mình không có muốn để thương hiệu của người ta. Đôi khi làm tốt không sao, nào không tốt mất công lại ảnh hưởng thương hiệu người ta, nên là mình không có để thương hiệu các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình 4 chai mực. Rồi và 4 con chip nữa các bạn. Khi đổ mực các bạn nên thay chip. Vì con chip các bạn không thay thì nó sẽ dễ dẫn đến tình trạng mà nó, nói chung là thôi trước các bạn cứ thay tiếp đi, mình cũng không muốn giải thích nhiều. Các bạn phải đổ mua mực. Đối với dòng Inazia màu, tốt nhất mà mình khuyến cáo các bạn, khi các bạn đổ mực thì các bạn phải mua cả chip mực các bạn thay luôn. Đồng nghĩa với việc tóm lại là đối với Inazia màu, đổ mực là phải thay chip các bạn nhé. Đó, thì chung là cứ hiểu đơn giản như vậy thôi để đỡ mất thời gian. Rồi, bây giờ tiến hành đổ mực. Mình sẽ đổ màu đỏ trước đi. Rồi, đồ nghề, tô vít, chổi quét, cục xịt. Rồi, cái tô vít dẹp nữa. Đó, đồ nghề chỉ cần cơ bản có thế thôi các bạn. Không cần gì nhiều. Rồi, bây giờ để tháo hộp mực ra. Các bạn mở cho mình con ốc của bên này. Đó, các bạn có hai con ốc này. Đó, cái chiều của các bạn cầm một mực như vậy nhé. Các bạn cầm một mực như vậy nhé. Các bạn mở cho mình ở bên này các bạn nhé. Các bạn mở cho mình hai ốc bên này. Rồi, các bạn nhấc cái nắp lên cho mình. Đó, rất dễ dàng. Tay giữ hộp mực và mở nắp này ra để qua một bên. Rồi, các bạn nửa nửa các bạn cầm. Các bạn từ từ các bạn tách hai phần này ra cho mình. Các bạn để cái phần cũng rung nằm như vậy nhé. Chứ các bạn mà nằm úp xuống là mực nó sẽ đổ hết ra hộp mực á. Các bạn cầm, khi các bạn cầm á, thì các bạn cầm cái phần cụm rung này này, cái phần có rung này các bạn cầm kiểu này này. Các bạn nhấc phần này ra này thì mực nó sẽ không bị đổ ra ngoài. Chứ các bạn mà cầm ngược trở lại á, là cái mực thải ở trong cái cụm rung này nó đổ hết ra ngoài và rất là dơ bẩn các bạn nhé. Rồi, mình để cái phần cụm rung qua đây. Bây giờ cái phần mình sẽ làm mực trước.
Các đầy đồ mực thì các bạn mở cho mình con ốc bên này. Rồi, tay các bạn giữ cây từ. Nhấc cái nắp nhựa trắng này ra. Rồi, tiếp theo các bạn từ từ các bạn rút cho mình cây từ ra. Để qua một bên để cẩn thận các bạn nha, đừng để nó bị va vào đâu nó cây ra chảy xước. Các bạn nhấc cái nhông này ra. Chúng đổ mực màu rất đơn giản thôi, chứ không có gì phức tạp đâu. Đó, nhấc cái nhông để qua một bên. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn bây giờ là đổ hết cái mực ở trong này ra. Các bạn lưu ý này, cái cây gạt này, cây gạt thiếc, cây gạt từ, các bạn không được được tháo cây gạt này ra các bạn nhé. Cây gạt này trước đó người ta đã căn chỉnh ok rồi. Các bạn chuyên môn kỹ thuật á, các bạn có kỹ thuật, chung là các bạn kỹ thuật cứng rồi á, thì các bạn làm gì cũng được. Nhưng mà đối với các bạn là người dùng hoặc kỹ thuật mới, các bạn không nên tháo cây gạt này ra. Khi nào các bạn làm chủ được thì các bạn hãy tháo. Còn vấn đề bây giờ các bạn không nên tháo gạt này ra, các bạn để im cây gạt vị trí này, tuyệt đối không được mở hai cái ốc các bạn nhé. Các bạn lưu ý vào. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ hết cái mực thải ở trong này ra. Mình dùng cái bịch. Ở đây mình có máy hút đấy, mình có máy hút nhưng mà mình sẽ không dùng máy hút vì những cái video này là mình hướng dẫn tất cả các bạn người dùng bình thường, nên là mình sẽ làm thủ công bình thường thôi. Chứ còn mình dùng máy hút thì sẽ nhanh hơn và tiện cho mình hơn. Mình sẽ đổ hết cái mực trong máy ra, trong hộp mực này ra. Cứ từ từ đổ các bạn nhé. Mình dùng máy hút thì lẹ lắm, đưa vào hút 30 giây là xong hết rồi. Nhanh chóng. Đó, các bạn cứ từ từ các bạn đổ ra. Rồi, khi nào nó ra hết rồi á, các bạn cảm thấy nó ra hết rồi á, thì các bạn dùng cục xịt các bạn xịt. Còn các bạn mà giống kiểu người dùng bình thường nữa mà không có cục xịt luôn á, thì các bạn cứ chịu khó từ từ các bạn đổ giống như mình đây này. Đó, các bạn cứ cầm vậy. Các bạn dốc xuống rồi các bạn cứ từ từ các bạn vỗ. Vỗ tới khi nào các bạn cảm thấy mà mực, đừng vỗ mạnh các bạn nhé, vỗ từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Các bạn vỗ tới khi nào các bạn cảm thấy mực nó đổ ra ngoài á, nó rớt xuống còn giống kiểu như kiểu nó còn ít lắm, không còn ra được nữa rồi á, thì thôi lúc đó các bạn đổ mực mới vào thôi là được. Đó. Giống như đây, mình sẽ làm thủ công. Chiếc máy hút thì mình có đây các bạn. Các bạn xoay ngang xoay dọc một xíu các bạn để cho nó đủ các cái hướng ấy, cho mực nó nằm trong cái kẽ để cho nó ra hết luôn các bạn nhé. Tất nhiên các bạn làm càng sạch càng tốt, nhưng mà trong cái trường hợp như một số người dùng không có đủ phương tiện kỹ thuật ấy, thì tốt nhất các bạn cũng làm vừa phải thôi chứ không nhất thiết cứ phải quá sạch. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ xịt bụi qua một cái. Mình mang ra ngoài mình xịt các bạn. Rồi, mình xịt bụi đã xong, bỏ cái mực thải qua một bên. Xịt bụi đã xong, mình dùng chổi để mình quét sạch sẽ đi. Hoặc là các bạn khi nào các bạn đổ mực xong các bạn quét cũng được. Đây, tiếp theo các bạn lưu ý này. Cái đầu lưỡi cây gạt này, cái đầu lưỡi gạt ngoài cùng cây gạt đây này. Thực ra đối với dòng máy in màu này, cây gạt thì ít khi nó bám két mực lắm, nó không như dòng roder. Các bạn rửa tay rồi các bạn vệ sinh, các bạn dùng tay thôi, các bạn có thể gạt qua gạt lại hoặc có dùng các bạn dùng móng tay này. Các bạn gạt qua gạt lại cái đầu cây gạt một xíu, cái lưỡi cây gạt ấy, để các bạn vệ sinh cái đầu lưỡi cây gạt này. Thực tế cái lưỡi cây gạt của dòng HB này thì nó không có bị két mực như thằng roder đâu, nên là vệ sinh cũng dễ dàng, chỉ cần lau chùi sơ qua bằng tay là được. Và tiếp theo các bạn vệ sinh cho mình cái lưỡi của cái còn là cái lá lúa, cái lá nhựa ở phía phần trên này này, nó nằm song song với cái cây gạt này, các bạn cũng dùng tay các bạn lau qua thôi. Nếu các bạn thấy nó bị két mực thì các bạn có thể dùng một chút rỉa ẩm nhé. Các bạn quệt quệt vô cho nó ẩm ẩm được các bạn cà cà nó ra cho nó sạch. Đó, rồi, chứ đừng để nước nó nhỏ vào đây là có chuyện xảy ra đấy các bạn nha. Rồi xong, vậy là công đoạn vệ sinh đã xong. Bây giờ mình sẽ trước khi đổ mực á, thì các bạn để ý này.
ở cái đầu bên này, lúc đầu các bạn thấy nó có cái bông không, cái bông tròn tròn đây, xin lỗi các bạn, đây cái đầu bên này này, lúc đầu nó có cái bông tròn tròn nó kê vào đây, mục đích là chỉ để nó cái đồng đèn để chặn mực cho các bạn nhé. Bây giờ nó nãy nó bị mục quá rồi, mình thấy nó bị mục quá rồi nên mình đổ mực nó rớt ra ngoài luôn rồi. Thì bây giờ các bạn thấy nó mất rồi thì các bạn phải cắt một cái đồng đèn khác các bạn chêm vào đây. Ở đây mình dùng cái miếng mút mỏng bình thường thôi, miếng xốp mút mỏng bình thường thôi, mình chỉ cắt một miếng. Thì các bạn nếu mà các bạn mất thì các bạn cũng nên làm thôi. Thực ra các bạn không 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 làm thì nó cũng chẳng sao đâu, nhưng mà các bạn nên làm nhé, để cho nó mực nó khỏi bị đổ ra ngoài ấy mà. Rồi mình cũng cắt tròn tròn đi một tí, vì trong quá trình đổ mực chắc chắn các bạn sẽ phải thao tác những cái thao tác này. Có nhiều cái hộp mực nó còn đẹp ấy, thì cái đồng đèn nó cái mút này nó chưa bị mục thì nó còn, nhưng mà những cái hộp mực của mình đây, khả năng hộp mực này khách cũng để quá lâu rồi nên là cái đồng đèn nó bị mục rồi. Đó, mình cắt thành cái đồng đèn mút như vậy, mình cài vô. Trước khi các bạn đổ mực xong rồi các bạn mới làm những thao tác này á, đôi khi là các bạn sẽ gây ra cái vấn đề các bạn làm đổ mực ra máy, vì khi thao tác hộp mực vật qua vật lại á, rồi nó đổ ra. Và nên là những cái thao tác này mình sẽ làm trước khi mình đổ mực. Đó, rồi xong, bây giờ sẽ đổ mực các bạn nhé. Chai mực màu đỏ, các bạn lắc đều chai mực lên. Ở đây mình có cái phễu đổ mực, còn bạn nào không có phễu cũng chẳng sao đâu, cứ từ từ mà đổ thôi. Còn mình có phễu thì mình sẽ dùng phễu, mình đổ cho nó gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ cái mực đi. Các bạn cứ từ từ, các bạn đổ mực vào đây thôi. Đó, cứ từ từ mà đổ vô, không đổ vội nó chảy ra ngoài. Rồi các bạn gõ gõ này, rồi từ từ nó xuống này. Đó, cứ từ các bạn gõ nó xuống thôi. À quên mất, cái chai mực với cái chip này các bạn mua ở bất kỳ các cái cửa hàng mà bán cung cấp linh kiện máy in mực in nào là người ta cũng bán hết nhé. Các bạn cứ đọc đúng tên máy là người ta cung cấp mực cho các bạn thôi. Thì nó cũng có nhiều loại, loại tốt, mực loại tốt và loại mực loại thường. Thì tùy các bạn. Các bạn cần chất lượng cao thì các bạn mua cái mực loại tốt thì giá nó cao, còn mực loại thường thì giá nó rẻ hơn thôi. Thì cái đó tùy các bạn, nhu cầu của các bạn. Các bạn mua về các bạn đổ, bất kỳ các cái cửa hàng cung cấp mực in nào người ta cũng đều bán hết. Các bạn vào mua kêu là mua mực và mua chip của cái máy in của các bạn, đọc đúng tên máy là người ta đưa đúng mực và đúng chip các bạn nhé. Các bạn đừng có đọc sai. Các bạn cứ đọc đúng tên máy in thôi chứ không cần đọc cái mã hộp mực đâu. Đọc đúng tên máy in là được rồi. Chứ mã hộp mực đôi khi các bạn nhớ cũng khó. Mấy cái mực này cũng rẻ thôi, mình cũng không tiện nói giá trên đây vì giá cả thì nó cũng tùm lum đủ các thương hiệu. Thực ra là chỗ nào bán loại tốt loại thường thì một khi là mình cũng không để ý lắm đâu. Còn mình quen mua chỗ nào thì mình mua chỗ đó thôi. Chứ mình cũng không nặng nề lắm vì nhiều thương hiệu. Rồi, các bạn từ từ các bạn gõ nó xuống. Hoặc là các bạn xoay xoay cái trục bông này này, đó. Cái trục bông này các bạn cầm các bạn xoay cái này. Để mực nó đẩy xuống nhanh hơn này. Rồi. Nó xuống rồi, tiếp tục mình đổ tiếp. Các bạn nào cố gắng khi các bạn đổ mực ấy, các bạn đừng có tương tác mạnh vào cái cây gạt này. Vì cây gạt này nó bằng thiếc, nếu các bạn tương tác mạnh quá nó bị cong vênh ấy là các bạn phải thay cây gạt khác đấy. Rồi, vậy là một chai mực này của mình đây là nó vừa đủ một hộp mực này luôn. Vì khi các bạn mua đúng tên máy, hộp mực có đọc tên đúng tên máy ấy, thì cái loại mực người ta đưa cho các bạn cũng vừa để đủ một bình mực thôi, chứ không có dư nhiều đâu. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ gắn cây từ này vào. Với cây từ này thì các bạn nên vệ sinh qua một cái thôi. Thực ra các bạn cũng chẳng cần vệ sinh cũng được, mình nói thật. Nhưng mà thôi, các bạn nên lau qua một cái. Các bạn lau sơ qua thì không phải lau mạnh các bạn nhé. Lau sơ bằng giấy sạch bình thường thôi, không cần giấy ướt. Đừng có lau mạnh quá là nó chảy cây từ đó. Lau bình thường thôi, tuyệt đối không được lau mạnh tay. Lau mạnh tay sẽ làm chảy hỏng cây từ. Rồi gắn vào. Sau đó gắn vào. Các bạn phải gắn cái nhông này vào trước nhé. Các bạn để ý cái nhông khi các bạn tháo ra này, nó có hai đầu khác nhau hoàn toàn đây này. Thì cái đầu này nó nằm như vậy. Cái đầu nhô ra đây nó nằm phía bên ngoài. Các bạn khi tháo ra các bạn phải để ý để các bạn gắn vào cho đúng. Đó. Chứ không thì các bạn ráp vào không có được.
Rồi các bạn sẽ xoay xoay cái từ để cho nó vào đúng cái khớp của cái nhông thôi. Thì cái nó có điểm khuyết đó. Cái nhông nó có điểm khuyết và cái từ này, cái trục sắt nó có điểm khuyết, hai cái điểm khuyết nó khớp vào nhau là nó vào thôi. Rồi. Tiếp theo, gắn cái gắn cái bệ nhựa này vào. Các bạn có thể xoay, các bạn ướm ướm gắn đúng chiều là được rồi. Các bạn gắn sai nó cũng chẳng vào được đâu. Quét qua cái này sạch sẽ. Các bạn nắc cái hộp bằng lên cái, các bạn xoay cái trục từ cho mình, xoay cái đầu nhông bên này nhé. Đến giờ phút này tay các bạn không được rời vào cây từ nữa, các bạn xoay cái nhông này thôi đó. Các bạn thấy mực nó bám đều như vậy là đẹp rồi này. Còn các bạn thấy hộp mực á, cây từ khi các bạn xoay á, mà mực nó bám không có đều, chỗ đậm chỗ mờ á, thì các bạn phải thực hiện cái vấn đề các bạn chỉnh lại cái gạt. Nhưng mà nếu như cái gạt lúc đầu đang ok, hộp mực đang ok, nó chỉ hết mực thôi á, thì các bạn không nên đụng vào vấn đề mà các bạn nới hai cây gạt này ra, vì nó sẽ làm xê dịch cái cây gạt thiếc này, và nó sẽ gây ra cái tình trạng mà mực sẽ bám không đều trên cái cây từ này. Vậy nên các bạn lưu ý khi đổ mực không được tháo hai con ốc và không được tháo cái gạt này ra các bạn nhé. Các bạn chỉ vệ sinh bình thường thôi thì các bạn đổ mực xong thì nó sẽ thành công, chứ không mà các bạn không có rành, không chuyên mà các bạn tháo hai cái cây ốc con ốc này ra, mình đảm bảo các bạn khán vào sẽ có chuyện đấy, bạn in sẽ không đẹp, sẽ bị lỗi. Cái đó, điều đó mình dám khẳng định các bạn luôn. Vậy nên các bạn hết sức lưu ý nhé. Mình hướng dẫn là mình chỉ rất là chi tiết và kỹ, và nên các bạn cố gắng lắng nghe mình và đừng có tua nhanh. Quên mất, các bạn xem video thì các bạn thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mà bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy In Vũ Gia các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ làm tới cái phần cụm room. Bây giờ mình sẽ nhấc cái room này ra đó, nhấc để qua bên. Rồi tiếp theo mình nhấc cái trục sạc để mình thay cây gạt này các bạn này. À chết rồi, cây gạt hết mình mua chưa các bạn? Các bạn chờ mình xíu nhé. Rồi đấy các bạn, mua mấy cây gạt để cất kỹ quá, tìm mãi mới ra. Đó. Các bạn nó hư gạt thì các bạn phải mua thêm gạt nhé. Cây gạt này người ta bác các bạn mua thì các bạn cứ nói là cây gạt room ấy. Cây gạt room này khi mà nó không còn tốt nữa là nó gây ra cái vấn đề mà mực sẽ bị nem ở trên trang giấy đấy các bạn, nó bị rám nền đấy, giống như cái bản in test lúc nãy thì mình có nói các bạn rồi đó. Và đây là các bạn có thể nhìn bản in mà các bạn có thể biết được rằng là nó sẽ hư linh kiện gì, các bạn phải thay cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ đổ mực ra các bạn nhé. Nói chung là mình có máy hút nó sạch sẽ hơn, mình đỡ bụi bẩn, nó nhanh hơn. Đó, các bạn tay các bạn vuốt qua cái lá lúa này cái lá nhựa này cái để cho nó sạch. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cây gạt vào luôn. Trước khi gắn cây gạt vào á thì các bạn nên đây này, mình chỉ các bạn này, máy in nào cũng thế, hộp mực nào cũng vậy, hộp mực HP Canon nào cũng vậy, chứ không phải chỉ riêng hộp mực này các bạn nhé. Cái đầu này là đầu cây gạt, nó sẽ tiếp xúc với cái cây room này. Cây gạt mới á, nó sẽ có độ mút rất là cao. Có nhiều trường hợp khi các bạn để không về, các bạn gắn rô, các bạn gắn rung rô á, là nó kẹt cứng cái hộp mực luôn, nó quay không được. Vậy nên trước khi các bạn gắn cây gạt rô thì các bạn phải bôi trơn cái đầu cây gạt đi cái, bằng cách cái cây gạt cũ này của nó đang có mực đây này, các bạn dùng cái đầu, các bạn tương tác cái đầu này này, các bạn chỉ nhớ cái chiều cây gạt mình cầm đấy nhé. Cái đầu này là cái đầu tiếp xúc với cây rum này, ngón tay cái mình chỉ đây này, cái đầu lưỡi gạt trên này này là cái đầu tiếp xúc với cây rum này, thì các bạn cà các bạn khẽ quẹt rô cái cây gạt này cái, mục đích là gì? Các bạn để bôi trơn cho cái đầu cây gạt mới thôi, vì nó đang bám mực. Cây gạt cũ nó có mực nó bám đây này, thì các bạn cà rồi. Đó. Để các bạn bôi trơn cho cái đầu cây gạt này, để khi các bạn gắn cây rum rô nó không bị mút cây rum. Chứ không là có nhiều trường hợp là nó sẽ gây ra cái tình trạng là nó bị kẹt cây gạt, kẹt cái rum. Các bạn xoay hộp mực không có được, xoay cây rum không có được. Cái đó thì chỉ các bạn kỹ thuật mới hay bị thôi, chứ còn các bạn kỹ thuật mà đã vào nghề thời gian rồi thì ai cũng biết điều đó hết. Nói chung là ai cũng làm chủ cái đó được, không không để xảy ra tình trạng kẹt cái room.
Rồi, bây giờ mình xịt bụi qua cái các bạn nhé. Rồi. Xong, quét bụi sơ qua cái trước khi ráp cái rung vào. Tiếp theo, các bạn vệ sinh cái trục sạc này đi. Đó, cơ bản có thế thôi. Ráp rồi. Rồi, tới cây rung. Cây rung này thì cũng không cần thiết các bạn phải lau đâu. Vì nó đang bám mực như vậy rồi, nó cũng là một cái điều thuận lợi. Các bạn gắn vô là nó sẽ tương tác với cây gạt được tốt hơn. Rồi khi các bạn xoay ấy, là tự động thì nó cũng làm sạch cây rung thôi. Vậy nên các bạn cũng không nhất thiết phải lau chùi nhé. Đấy là theo quan điểm của mình thôi. Còn các bạn lau cũng được, không sao cả. Nhưng mà các bạn có lau thì lau sơ sơ thôi, không nên lau kỹ. Ví dụ đây, các bạn có lau đi thì các bạn lau sơ sơ thôi. Đây. Đó, các bạn lau sơ sơ như vậy thôi. Không cần lau kỹ đâu. Rồi. Được rồi. Việc còn lại các bạn cứ gắn vào cổ hộp mực đi. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Rồi xong, vậy là hai phần mực ở phần rung đã xong. Bây giờ mình sẽ ráp hai phần này lại. Thì tay các bạn cầm như vậy thôi. Các bạn chùi sạch tay đi một xíu. Các bạn cầm cả vào cái rung này để giữ cái rung cho nó khỏi bị tuột. Rồi các bạn ráp vô. Lần nữa các bạn ráp vô thôi. Đặt vô, tháo làm sao giờ ráp vô vậy? Đưa cái đầu bên này vào trước cho nó vào đúng cái lỗ này trước. Rồi sau đó phần trên này. Phần trên này nó có cái lò xo các bạn này, các bạn để ý cái lò xo đây này. Cái lò xo này nó phải vào đúng cái chốt nhựa chỗ này các bạn nhé. Các bạn để ý có chốt nhựa đây không? Đó. Cái lò xo nó phải đặt vào đúng cái chốt nhựa đây này. Đó, rồi. Sau đó các bạn bóp nó lại. Các bạn bóp nó lại thấy không? Tay cầm bóp lại. Cho nó vuông vắn đúng tư thế. Rồi các bạn ráp cho mình cái nắp này vào. Đó, vậy là hộp mực nó giữ được rồi đó. Bây giờ việc còn lại là bắt ốc vào thôi. Tháo ra hai con ốc, giờ thì bắt vào hai con. Rồi, xong. Bây giờ các bạn sẽ mới là công đoạn các bạn xoay thử cái room này. Để xoay cái room ấy thì các bạn nên tay cầm các bạn cầm hai bên như vậy. Rồi, hai tay các bạn để hai bên đầu của cái room sát mép bên ngoài các bạn nhé, không được đưa vào giữa, vì các bạn đưa vào giữa tay dính mồ hôi dính mỡ là nó bám vào cái room, làm nó làm nỗi cái room đó. Các bạn để hai tay hai mép đầu của cái room này, các bạn xoay đẩy mạnh về phía trước. Đó, các bạn cầm đúng chiều như mình đây nhé, các bạn đẩy mạnh phía trước. Các bạn thấy không? Khi các bạn xoay là tự động cây gạt nó sẽ gạt sạch mực trên cây room. Và đôi khi chút mực nó bám trên cây room cũng là cái mà để nó bôi trơn cho cây gạt đấy các bạn, nó không bị kẹt cây room ấy. Cũng là cái hay đó các bạn. Còn khi các bạn đã xoay 2-3 vòng, 4-5 vòng rồi, các bạn thấy xem cây room sạch chưa? Nếu cây room mà chưa sạch, nó còn bám bụi bẩn gì ấy, thì các bạn có thể dùng giấy các bạn lau. Dùng giấy vệ sinh sạch sẽ các bạn nhé, các bạn lau, đừng không được dùng giấy có nước. Các bạn lau cho nó sạch là được. Đó. Khi cây room các bạn xoay xong mà tất cả cây room nó xoay nó quay đều và cây room sạch sẽ như vậy là ok, còn dơ bẩn thì lau đi. Còn vấn đề còn lại thì mình tính sau, ví dụ như gắn vào mà in bị đen thì mình tính sau, còn in đẹp rồi thôi. Rồi, đó xong. Đó là xong công đoạn đổ mực. Bây giờ mình sẽ thay con chip. Ở bên đầu hộp mực đây các bạn này, nó có con chip đây này. Đây, tay các bạn cầm đây này. Có con chip này này. Các bạn chú ý nhé, tay các bạn cầm, mình cầm vậy thôi chứ tay mình không để đụng vào cái room đâu các bạn nhé. Tay mình cầm có độ hở đây này, các bạn thấy không? Tay mình không đụng vào cái room các bạn nhé. Rồi. Các bạn đẩy con chip ra ngoài cho mình. Nó có chip các bạn ý này. Các bạn cài con chip ra. Đó, con chip này, để qua bên. Đây con chip màu đỏ các bạn. Mình sẽ lấy con chip màu đỏ. Đây, chip màu đỏ đây các bạn. Đây, con chip màu đỏ đây. Thì các bạn để ý này. Với con chip này các bạn cầm trên tay, làm sao các bạn biết là gắn chiều nào vô. Các bạn lưu ý nhé. Cái con chip này khi các bạn tháo ra thì nó làm sao? Các bạn để ý này, hai cái chân dưới này á, nó có cái hai cái đầu hai bên, nó có hai cái đầu nó nhô ra đây này. Đó. Hai cái đầu hai bên nó có cái ngàm nó nhô ra này. Và các bạn để ý, chứ con chip này nó không có đều. Cái phần xanh phía trên này nó rộng hơn, cái phần xanh phía dưới này nó ít hơn này. Thì cái đầu này sẽ quay vô này. Đó. Thì đối với con chip này cũng vậy. Khi các bạn nhìn con chip cũng vậy, các bạn cứ để ý cho mình, cái đầu xanh phía trên này nó nhiều thì phần bên ngoài,
Còn cái phần đầu xanh phía dưới này ít là cái đầu bên trong, các bạn để vô cho mình thôi. Chứ có nhiều bạn gắn lộn á. Gắn lộn là nó sẽ báo lỗi các bạn nhé. Khi các bạn gắn vô các bạn cảm thấy mà nó được nó bị lỏng lẻo quá, các bạn có mỏ hàn ấy thì các bạn chích cái nhựa chỗ này một xíu để cái nhựa này nó biết cái đầu ra của con chip. Còn không thì các bạn có thể dùng một chút giấy, giấy vệ sinh đây này. VVVV các bạn nhét vô. Nhét vô cái dưới này này, chỗ rỗng như này này, các bạn nhét vô cái. Không sao đâu các bạn, cứ nhét vô đi. Các bạn đừng nhét mạnh quá nhé. Các bạn nhét mạnh quá là nó bể con chip đấy. Các bạn nhét vô một cái lực vừa phải để đổ nó giữ con chip cho các bạn thôi. Đó, đó là cách mình chỉ các bạn cách tiện lợi nhanh nhất ấy, chứ mình không có muốn chỉ cách lòng vòng. Các bạn, đó, các bạn thấy không? Mình chê một chút giấy vào đây. Để cho nó cứng, nó giữ con chip thôi. Các bạn yên tâm, nó không rớt ra ngoài đâu. Đó. Ok, vậy là xong. Vậy là nãy giờ là mình đã là hoàn thành. Chỉ các bạn, hướng dẫn các bạn cách để đổ mực cho máy in, cho cái hộp mực in màu và hộp mực màu đỏ. Các hộp mực khác thì cách nào cũng y chang nhau thôi. Bây giờ mình sẽ dừng video và mình sẽ làm những hộp mực còn lại. Sau đó thì mình sẽ test thử cho các bạn xem. À, vậy là mình đã đổ xong hộp mực các bạn ạ. Chung là 4 hộp mực đã đổ xong ok hết rồi. Bây giờ mình sẽ mang vào và gắn vào máy để thử các bạn nhé. Đó, 4 hộp mực đã đổ xong này. Đổ xong là cái mọi thứ là sạch sẽ này. Lúc đầu là cái room nó dơ tùm lum này. Còn ra mực đổ xong rồi. Bây giờ mình sẽ mang vào và gắn vào máy thử. Rồi, à, bây giờ gắn đúng thứ tự thôi. Các bạn để ý này. À, màu ký hiệu K là màu đen này. À, C là màu xanh này. M là màu đỏ và Y là màu vàng này. Gắn đúng thứ tự mà gắn thôi. Rồi, tới màu đỏ. À, rồi, màu đen. Rồi, màu xanh. Đó lắm này. Các bạn chờ xíu. À, khi các bạn đổ mực vào thay chip á, thì nó sẽ phải, nó khởi động sẽ lâu hơn bình thường các bạn nhé. Vì nó phải detect hộp mực, detect chip này nó hơi lâu đó. Cái dòng máy Inagen màu nó vậy các bạn. Máy nào cũng thế hết. Đó, chờ xíu. Nó đang báo thì họ chấm hộp mực đen kìa. Nó đang capping các bạn chờ xíu. Kệ nó. Quá trình này mất cũng khá nhiều thời gian đấy. Rồi. À, nó chạy một hồi xong. Máy vẫn còn đang quay, các bạn cứ chờ. Thì nào nó ngừng quay thì thôi. Các bạn chờ xíu nha, mình có điện thoại. Rồi, à, mình đã nghe điện thoại xong. À, bây giờ tiếp tục nha các bạn. Máy in thì đã khởi động xong, xong quá trình capture mực rồi, nó nhận diện mực với chip rồi. À, mình sẽ ấn vào cái biểu tượng mực ở trên này, này để mình kiểm tra mực các bạn nhé. Đó, mực nó đã báo như vậy đầy hết rồi các bạn nhé. Màu đen rồi, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nó báo như vậy đầy hết rồi. Mình sẽ in luôn cái trang report ra để nó in ra cái trang mà cho mình biết cái lượng mực bên trong. Thực ra cái máy này trước đó thì mực chưa hết đâu các bạn, nó chỉ có điều là hộp mực nó bị hỏng thôi. Thứ nhất là mờ và nem mực, mờ là do mực để lâu ngày thoái hóa và nem mực là do cây gạt là room ấy, nó bị mòn rồi nên là nó gạt mực kém, nó gây ra nem mực thôi. Đó, bản in ra đây các bạn này, mực thì đầy 100% hết rồi này. Bản in thì không thực sự xuất sắc đâu, bản in thì còn mức trung bình thôi. Nó do cái cây room này, cái hộp mực này người ta đổ mực nhiều lần rồi, cây room thì nó cũng mòn rồi. Muốn đẹp hơn nữa thì phải thay room, còn nó in ra bây giờ chỉ là mức trung bình như vậy thôi các bạn, chứ cũng không được hơn đâu. Rồi, đây là cái trang về báo cáo mực của máy. Bây giờ mình sẽ in thử cái trang demo các bạn nhé. Report này, demo pay này. Các bạn chờ xíu. Mình nghĩ là bản in nó cũng trung bình thôi chứ không được đẹp lắm đâu. Nó sạch sẽ, trắng trẻo thôi. Đó, các bạn thấy không? Bản in ra thì cũng ở mức trung bình thôi, ok thôi chứ nhìn chung là nếu bạn nào mà in bình thường, văn bản bình thường á, cần màu sắc trung bình thì nó thì in như vậy là cũng có thể để in được rồi, không cần thiết thì phải thay room làm gì. Còn các bạn mà cần chất lượng tốt hơn thì các bạn phải thay 4 cái room cho mình nhé. Nhìn chung là tốt nhất thay 4 cái room cho mình luôn, vì mình thấy cái màu nào cái room nó cũng có dấu hiệu là không được xuất sắc. Màu xanh, màu đen, màu đỏ vậy mình thấy nó cũng không được nổi trội, nên là mình khuyên các bạn với trang in như vậy, muốn đẹp hơn thì các bạn thay cái room, còn không thì để vậy có thể để vậy in.
Vì đây các bạn này, mình mở cho các bạn coi này, cái cây rum của nó cũng không còn tốt nữa rồi. Các bạn thấy không? Nếu bình thường các bạn nhìn nghiêng nghiêng như vậy á, với ánh sáng chiếu vô, cây rum còn tốt, nó sẽ có tạo cái độ bóng óng ánh của cây rum. Nhưng mà cây rum này nó sẫm lại rồi, nó mòn hết rồi các bạn này. Các bạn nhìn kỹ các bạn thấy rất là nhiều cái vết xước. Các bạn thấy không? Rất là nhiều cái vết xước. Đó, cây rum này không còn tốt nữa rồi. Khách, người trước đó người ta đã đổ một ít nhất cũng phải là vài ba lần rồi, chứ không phải là một hai lần nữa các bạn, vài ba bốn lần rồi đó. Vậy nên là bạn yên nó ra như vậy là tương đối ok rồi các bạn. Không đòi hỏi hơn được đâu. Còn bản in trước đó đây các bạn, mình cho các bạn coi lại cái bản in trước đó trước khi chưa đổ mực. Thực ra thì mình cũng muốn quay kỹ cho các bạn coi để các bạn thấy. Bạn nào không rành thì các bạn có thể nhìn vào các bạn có thể hiểu như tình trạng như thế nào là hết mực và tình trạng như thế nào là hộp mực hư gạt, hư rung. Để các bạn có được cái phương hướng khi các bạn kia coi và các bạn có thể mua linh kiện các bạn thay thế sửa chữa các bạn nhé. Đó. Những cái vết nẹp như vậy là do cây gạt rung nó bị hỏng, nó không gạt được mực. Đó. Còn bản in mờ chữ nem nhem thì là do mực lâu ngày nó bị thoái hóa, nó bị hỏng, thế thôi. Và khi đã thay mực thay rum rồi mà bản in thì nó sạch sẽ, in nó đẹp hơn một chút nhưng mà nó cũng không thực sự xuất sắc hơn hẳn, thì là do bốn cây rum nó cũng đã mòn quá rồi, muốn đẹp hơn nữa phải thay rum. Tổng kết lại video này, mình đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và đổ mực cho máy in HB laser màu M215NW. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy hay, hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh. Hơn nữa các bạn thả cho mình quả tim trong phần bình luận các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.